Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft sinh tồn phiên bản 1.13.2 Chắc vậy Đúng rồi 1.13.2 Đây nè Và phiên bản này không có mod được Thì vẫn chưa có gì để mod hết Cái fort đó Phải có cái fort mới mod được Bây giờ mình cho sinh tồn là Không có mấy cái vụ mà chặt cây nhanh này nọ luôn á Chơi phải chặt từng cây từng miếng gỗ một luôn Hơi căng mà kệ đi 1.13.2 Mình cũng không có biết trong này có cập nhật cái gì mới luôn để coi thế giới này tên là espresso espresso là cà phê á, là biệt danh biệt danh của mình Chứ điều chơi sinh tồn thì chọn khác là gì rương thưởng à chắc nó cho mình cái rương lúc đầu thôi khỏi đi ha cho phép gian lận không cần không là cái là cần á thì lỡ game mà có lỗi gì đó thì mình phải có cái này để mình sửa lại nữa rồi espresso vô mong là ra chỗ nào đó được được chút xíu đỡ và đi kiếm này nọ đừng là cái đảo làm ơn đừng là cái đảo no cái đảo fuck shit không ổn rồi cái đảo là không cực kỳ không ổn ô oh, quá <laughs> cái gì đây <laughs> Hả? Uh, này vui nè à, có sắt nè ha không biết có khô cái gì gọi là gì qua này này gọi là ờ uh, than đúng rồi than có nè có sắt có than đá này nọ hết <laughs> tự nhiên chỗ này nó là nó còn ngọn sao nguyên cái lỗ ở giữa luôn mình rất là không thích những cái vụ đảo này tại vì thường mà xuất hiện trên cái đảo gì á là xung quanh mình toàn là đảo không luôn nhưng mà được cái á là cái cập nhật mới này là cập nhật ở dưới biển mà ở trên đảo gì thì dễ nhìn xuất biển lắm vì là ở đó có gì đó là lạ kìa Chúng coi thử rồi. rồi không thấy gì luôn Ở trên này mới thấy nè Có con rùa nữa Rồi mấy con cá bên kia thì chắc là bản trước đã có rồi Có cái gì sáng sáng bên đó mình không biết kìa Ồ Để qua đây coi thử rồi Có luôn cái lâu đài ở dưới không Mong là có Ồ oh, có kìa <laughs> Giờ cái đảo này cũng được ha Có cái là gì biết không nó không có nhiều cái lựa chọn về mặt uh, thức ăn, không có con vật gì ở đây hết. Một là mình phải đi, thiệt là xa ha, kiếm ba cái mà hạt giống này nọ về đây trồng á, hoặc là mình mình đi khỏi chỗ này luôn. Đây là cái vị trí spawn của mình nên khi mà mình chết mình sẽ trở lại đây nè, nó cũng hơi khó. Nữa. Và cái series này thì mình sẽ hạn chế cắt clip hết sức có thể mình muốn làm nó thiệt là chậm rãi từ từ nó không có nhanh như lý series trước đâu để cho các bạn thấy là mình cực khổ thế nào để mà kiếm ba cái tài nguyên này nọ à, bây giờ chắc là mình phải chỉnh lại cái đồ quả xíu thì nó không có mod cho nên mình không có tối ưu cái đồ quả được nó hơi hơi giật xíu bây giờ nó ra bớt giật rồi ok được rồi có hướng dẫn mình luôn giữ chuột trái để phá cái cây <laughs> cái cây đầu tiên của tôi không biết có tắt cái hướng dẫn được không á thôi kệ để đại đi không sao cũng không có chiếm nhiều diện tích của màn hình lắm bây giờ chặt cây là một cái nỗi khổ một cái cực hình quá lâu ờ à... lộn à, phím nào ta e <laughs> lâu quá không chờ quên luôn rồi tới cái này đó tập này thì mục tiêu chắc là để làm cái gì đây một bộ giáp bằng sắt hả à? có sắt luôn kìa mình cũng không biết nữa để coi tới đâu tới mình sẽ không làm nó lâu hơn là hai chục phút đâu trong tầm khoảng từ 10 tới hai chục phút thôi tiếp ha vẫn còn nhớ cái này yeah. rồi mình không cần làm thêm gỗ nữa đâu có đá này nọ ở đây chơi rồi giờ mình đào đá để làm cái cốt bằng đá luôn tự nhiên qua đây làm chi gì vậy ừ, đây rồi cố vập ý lộn e ủa, e à, lộn chuột phải cái này cái này xong cái bằng gỗ này có thể dục đi rồi giờ mình đào bằng ở ừ, đúng rồi đào sắt được rồi có luôn cái thang để mình nung mấy cái này ra rồi đó phát triển quá nhanh làm cái đụng cái có sắt luôn cũng nhờ trên cái đảo này á mất này được kia ha mà mình thấy mất nhiều hơn được <laughs> ở trên đất liền cũng tìm ra sắt nhanh thôi đâu có gì đó Go. đây là than mong là có nhiều nhiều xíu một cục than hình như đốt được 10 quặng á ủa tám quặng à tám quặng à lộn rồi u uh, có cát rồi hơi căng ha còn uh, có <laughs> xíu vậy chơi rồi có ba cục à <laughs> Mình tưởng được lắm Vậy là mình làm được cái cốt bằng sắt cũng đỡ đi ơ à, đây còn nè mình có thể sinh tồn luôn ở trên cái đảo này cũng được mà nó ít thứ để làm á Chủ yếu là đi xuống hang này nọ thôi Với lại trên cái đảo này chỉ toàn là cây không à Phải mình đem động vật xuống đây được ha Không biết đem bằng cách gì luôn á Thuyền thì nó Không được, không đi thuyền được đúng rồi Con vật mà ngồi lên cái cái thuyền của mình nó là mình Không có lên được Vì giờ nào đá đây mình làm cái lò rèn đây làm cái cốt bằng sắt Rồi tính tiếp Oh shit quên nữa Thức ăn Men Quên luôn <laughs> Thức ăn sau đây Cứu tôi giới Để cái này xuống Để cái này vô đây Để cái này vô đây 12 quặng hả à, Kệ đi Đốc đại đi Chơi dữ Không có thức ăn rồi sao bây giờ ô bắt cá được không hả? Khoan Có công thức gì để làm cái đồ bắt cá không Cần câu hả Ờ mình không có cái bản công thức bên này nên mình, mình cũng không có biết là mình sẽ làm được cái gì nữa. <laughs> Nét này, nét này, không ổn rồi Cần câu chắc cũng phải có cái tờ nhện chứ Rồi sau đây cứu tôi với, ai đó cứu tôi với Tôi bị lạc trên cái đảo rồi Mình có thể làm một cái thuyền rồi đi thiệt là nhanh qua cái đảo rồi đó để kiếm đồ ăn Cũng được mình Nhảy xuống sợ mấy con cá nó cạp quá Cái này nó hiền hay không dữ vậy ta Cái này là cá ăn thịt phải không? Có được không? Lại gần nữa đi Ê, Ê. Ê. Oh uh. Đâu hết oxy rồi trời lên Bơi cũng tốn thức ăn nữa kìa Xuống. Giết nó thiệt là nhanh Bay. Ở đây Trời nó bơi nhanh quá Không bơi kịp rồi không được rồi Mình phải làm một cái thuyền Tại lúc mình ngồi trên thuyền nó sẽ không có tốn thức ăn <laughs> Lộn dưới nước giờ cũng có nhiều thứ để làm rồi đó Mình sẽ không có tập trung đi đánh gồng nữa mà chỉ tận hưởng thôi Chơi cho vui thôi Được chưa? Tám ơ à. Rồi, ổn quá, Bắt hình cái một cục rồi <laughs> Không kịp Cứ canh đã cũng không kịp Ủa xong, à quên cái Này Rồi này, cái này Vô Để ra, xong Dục cái này ra, dục cái này ra, ơ ừ. Thật ra cái cây cốt bằng đá mình giữ cũng được không sao Chỉ là cái cốt bằng gỗ rồi nó không cần tới Dục đi Rồi đảo này lên Ê chưa Lấy hết ga nữa Cái nữa Xong Đào lên Đem theo đi kiếm cái đảo nào luôn Bây giờ mình cần cái giáp không Mình nghĩ là không cần lắm Tắt này để lại làm cốt đi Chưa cần giáp đâu Rồi cái này cần rìu Ờ à, đúng rồi làm cái rìu Không có rìu là nát luôn xong Mấy thứ cần thiết đều đã có rồi Go À chưa 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 Này có thiền nữa Quên Gỗ uh, Cái thiền như gì Dè yeah, vừa đủ luôn Rồi mình không cần lấy gỗ thêm chi đâu Giờ chỉ cần đi thôi Đi thật xa và không bao giờ trở về Go Tạm biệt Nơi tao được sinh ra À, mà thật ra mình chết thì mình cũng quay lại đó thôi sẽ gán không chết tại vì cái này cũng hơi căng cái đó là cái gì mà sáng quá trời à không có cái đó là cái Nhâm thạch á đó. đó là nhâm thạch á nó sáng gì đó đây có gì cho tôi nhìn xíu tò đảo không thôi mình nói rồi đó ô có gì đẹp quá trời cơ công trình gì hết hả huh. Thì có khi nào có kho báo gì dưới này không ta mình nhớ là mình có coi một ai đó chơi xuống đây có kho báo gì á xuống thuyền kiểu gì tao quên nút rồi xếp hả khoan bây giờ trên thuyền cũng mất thức ăn nữa hả lúc nào để xuống thuyền tiếp, không được f không được e không được r không được What? g cũng không được luôn q không được t không được <laughs> xuống thuyền bằng cách nào vậy không được oh no men thôi kệ lỡ rồi đi mình cần kiếm thức ăn thật ra mấy cái đảo này cũng có thể có những con vật này nọ lên kiếm luôn có càng tốt hồi nãy quên luôn là cái tọa độ của cái đảo chính của mình ha ý có kìa <laughs> bò cảm ơn cuộc đời có mấy con heo bên này luôn nè lên kiểu gì control trời ơi <laughs> control hiền gì, gì? cho xin miếng thịt cảm ơn miếng nữa thôi thật ra là cần hết tất cả mọi miếng thịt của mày Giết hết tàn sát hết mọi thứ Trừ heo ô oh, có cồn luôn về yeah, ngủ rồi dạ bụp bụp ê lộn lộn rồi làm cái giường ngay lập tức ngay lập tức zombie ra bây giờ ơ uh, ồ oh, không có gỗ <cười> <cười> Vui quá không có gỗ Hồi nãy quên lấy Không phải quên lấy Mà là ngu không lấy Hello mấy heo Rồi bắt đầu xuất hiện rồi <laughs> No Cứu thế giới Ai đó cứu thế giới Ăn vô Đừng dính đập rồi được rồi Giết thêm con này đi Rồi mình uh, trốn Theo phong cách cũ Phong cách mà mấy người mới chơi hay làm uh, Ripper Oh shit No Đừng phải là con này Con này hơi khó giết Ừ Ừ mì hả con con nó khó giết lắm tại nó nhỏ khó đánh với lại nó nhanh ender kìa hello đụng cái nha đi ê, con nó nữa kìa thuyền của mình như để trong cái thùng đồ phải không thử ê lộn nút hoài cứ chữ y hoài chữ e Thiền, hổ thiền đâu rồi để dưới này rồi mà mình có thể chốn bằng cách này nè lùi ra xong ấy, 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 no 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 bảy chơi ơ mấy con quỷ này nó gượng tới đây luôn hả ghê vậy mày dám đánh tao hả mày ôi trời ơi cùng đánh thêm cái nữa chứ Rồi, con quỷ nó ngồi nó luôn rồi mà sao mà đi đây làm sao để tôi đi được cứu tôi giới no ô bên kia có cây kìa mừng quá thôi bơi đi lỡ rồi ăn được không ta Đi được hả Ồ oh, đỡ quá Không bị chết đói <laughs> Mày hãy đợi đó Từ từ tao sẽ giết mày Chắc là phải làm cái cung để bắn nó Lời gần nó nổ Khoan đảo này có hai con skeleton kìa Tại sao lại cắn như vậy Đúng là không tính trước mà Hồi nãy phải lấy gỗ theo là mọi chuyện đó Rất là ok Có luôn Ripper Tất cả mọi thứ đang chào đón mình Đừng có lại gần nó quá gần nó nó sẽ thấy mình đó, nó gượt. Qua này nè, lén từ từ thôi. Mình còn chỉ có hai máu à, nó bắn một phát, một là đi à. Mà đi là sẽ quay lại đảo cũ. Rất là không ok. Nó thấy hả? À? Mình quá chưa thấy. Bên này đừng nó có con zombie nào nữa. Hồi máu lại. Đừng ngộ độc ngay trời. Rồi hồi máu rồi ê no À xuống nước rồi Ủa nó bắn được luôn ôi ồ mình quá một máu để dùng những cái chí thiên tài óc thiên tài của mình để mình làm cái gì đó ờ à, không làm gì được hết giờ là chặt một miếng gỗ duy nhất thôi mình cũng có thể, có thể sống nữa mà một con skeleton phát hiện ra mình là thôi luôn nét luôn hồi à, miếng máu lại đi mới có đập đầu mà căng quá trời <laughs> nó nhảy xuống nữa nó nhảy xuống rồi hai cái nữa cái đó ba rồi nữa hết mất máu nữa hoài vậy sắp hết thịt rồi đấy nha à thôi mình có ý này nè không được cát không đào vô được <laughs> trời ơi sao bây giờ không có đào cát vô được thì làm sao mà sống đây thật ra thì nếu mà mình có đá cũng được ha có đá nè Ừ, như gì đó xong rồi giờ chỉ cần đợi tới sáng thôi <laughs> là mọi thứ sẽ đâu vào đó và để coi sao mình thấy được ở ngoài sao ta đảo này ra rồi ừ, chị đi vậy cũng được đó cho cần phải bọc cái chỗ này là gì đâu như gì ổn hơn ha rồi như gì luôn nè cho chắc ăn ấy. rồi gì thôi đợi tới sáng căng qua thịt thói rửa Thật cái cũng ăn được thôi ý có thịt cù nữa nè không biết luôn thịt thói rửa này ăn do thì mình sẽ không có chạy được chứ không phải là mình bị ngộ độc gì đâu ăn vô đó gì thì mình chạy thì nó sẽ mất đồ ăn nhanh hơn đợi cho nó hết ta không sao hết giờ sao lâu sáng quá ta bắt đầu bắt đầu sáng rồi đó mặt trăng đang đi xuống nè qua tới đó là ok. Cái này phải gọi là trong cái xôi có cái xôi hơn. Khi tới buổi sáng này mình sẽ là lấy cái thuyền về lại. Ủa, đâu lấy được đâu. Là một cái thuyền khác. Rồi đi qua cái chỗ nãy mình thấy đó. Để coi có kho báo gì đó. Nghe đồn là có đó nha. Có nên ra ngoài lụm hai cục xương không ta? Đi đi. Lụm lên rồi đi vô. Có ai trên đó không? Hello, hello mấy cưng. <laughs> ê ê ê ê ê ê. ê, ê. Ê, vô đây rồi xong cái mình đắp cái vô này lại Xong Khỏi oh. quánh tao Vậy xuống nước chưa? Chưa, nó còn trên đầu mình đi <laughs> Bây giờ mà có lỗi gì mà xuống đây được là nét luôn Mà chắc không đó Minecraft là game rất là lâu đời Làm gì cái vụ ba cái lỗi lật giặt đó Phải không? Ghê quá vậy Bên kia là cái công trình gì đó phải không? Bên đó kìa rồi mặt trời lên là tụi bay sẽ chết hết Chết đi Chừng nào mình nghe tiếng zombie bị đốt á là ok đó Thôi, mình có thể chiến đấu tụi nó mà ha Máu có đóng kìa Ăn mấy thịt cầu sống nữa Cút chim qua đây Này luôn Rồi Cháy chưa Chưa nghe tiếng nó cháy Chừng nào có tiếng nó cháy là chạy chạy lên quất luôn Cháy lẹ đi Ăn thêm miếng nữa Chuẩn bị tinh thần phiêu lưu nè Nó kìa Có skeleton luôn ừ. Đi đây Xuống đây này mấy con Đúng rồi Xuống đây Đúng rồi ừ. 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 Một thằng Ủa còn thằng nữa đâu Kìa nó kìa <laughs> yeah. Lô, Đâu đây Chúc Mày Đánh tao Ủa này đâu đánh mình đâu Có skeleton đánh nè Thôi kệ đi. Tại nó là zombie cho nên nó phải chết. Cái làm cái lực. Rồi. Ờ. Ừ. Ờ ừ, con này chơi vui nha. Làm cái khiên được không? được. Cần phải đào gỗ. Chặt liền. Có gỗ liền đây. Cái gỗ này rất là đẹp nè. Gỗ này mình thích lý lắm luôn á. Nhưng mà nó hiếm. Hơi hơi hiếm à, đây lấy ra rồi để vô đây hai cục ha à, đi lộn rồi cái khiên là gì nè đó để lên rồi mày đâu bắn bắn liền một dở gì ba bắn rồi đó không phải hôm nay đâu cảm ơn nhé bị bì, bì rồi sao ơ à, lên xong nó đơn giản vậy thôi đó đây có cái mầm có nè mừng quá sau này mình sẽ trồng nhiều nhiều cây này xíu và mong là sẽ có táo Nếu mà mình chặt cây này ủa táo gì hả chưa có táo vàng mà đâu cần táo đâu giờ mình làm cái cái gì cái sẻng à đâu cần đâu mình tính làm gì quên tiêu luôn rồi. có xíu sắc mà làm đủ thứ chân à cái giường đó rồi, khỏi sợ buổi tối nữa. lấy Rồi, một cái gì nữa nè. Cái, uh, cái thuyền. Rồi, tự nhiên, ít có cung luôn. Hô. Để lại. Biết đâu xài tối phải không? Cái thuyền thì cần cái này. Cái mầm đó kìa, mừng quá. Bên này có trái táo nào không? trong có đâu. kệ đi. Như vậy. Nó đẹp không? Cái màu này mình rất là thích luôn á. Rồi, tạm biệt cái nhà tạm bờ của tôi. Đi. Mình nói là mình sẽ kiếm cái chỗ mà giống như là cái kho, chỗ kho báo vậy đó. Và nó nằm ở đâu đây nè. Kìa nó kìa. Đây nè. Hi hi hi. Hi hi hi. Có kho báo gì cho tôi không? Có con út có gì kìa. Trắng tươi luôn. Cá heo. Cá heo. mới thêm vô luôn á. Và bây giờ nó biết cách để xuống thuyền này control Gì gì lỗi hả control what rồi ok kho báo kho báo kho báo kho báo có không xuống sao không có vậy ô oh, lỗi kìa lỗi lỗi ghê <laughs> quá trời sao mà phiên bản mới mà lỗi lắm chứ nhá trời lên hết mấy oxy cái ăn đam giờ hết một miếng rồi đi xuống lại hồi nãy quên nấu ăn nữa chứ qua đây tôi nhớ trong này có kho báo ta đây là cái block gì lạ quá vậy thôi lên vì là đây không có kho báo rồi nhìn lộn rồi cái chỗ có kho báo là một cái chỗ khác giờ mình kiếm cái đảo nào lên lẹ lẹ đi uhm, đảo nào đây bên này đi hả chủ yếu là để mình nấu ăn á ăn cho đỡ đói cái đi rồi mình đi kiếm thêm thức ăn rồi kiếm cái chỗ nào đó để ở luôn Mong mình sẽ kiếm được Một miếng than duy nhất Để coi nó sẽ làm được tích sự gì Ăn, thịt thói rửa vô luôn nè Giờ là cái gì cũng phải ăn hết Ừ ăn vô đi Rồi máu lại Gì à Nấu lâu dữ ta Xong còn xíu lửa để này vô cho nấu tiếp Lẹ lên Trong lúc đó thì mình sẽ chuyển cái xương này thành cái bột xương cần không cái này để trồng cây á họ lấy đi lấy hết đi mình không cần phải nuôi mấy con chó làm gì đâu mình nuôi rồi rất là bất tiện đem nó theo thì sợ nó mất đó, mà để nó nhẹ cũng như không mà kệ đi khỏi nuôi chó có mấy con mèo không biết có bắt nha <laughs> có mấy con mèo thì chắc là sau này sẽ bắt go bên đó là cái đảo cũ nè ha bên đó là cái chỗ mà mình chơi ngu nữa ha Chị đi hướng này đi không cần phải nhớ tạo độ chi đâu Bật lên coi cái này, rồi đi Ờ à... Rồi chỗ này giống cái sa mạc À không phải, vẫn là cái đảo thôi Chán quá Khoan à. Không, này cũng là cái đảo à Không phải cái chỗ bự cái Chỗ bự khó tìm quách Cái gì vậy Chích thuyền Chích <laughs> thuyền Ha. Huh. Cái này có quá giật không trời? Thì ghê quá. Ồ, oh, oh, hôm không chừng này có kho báo nè. <laughs> <laughs> hmm, không có gì hết. Cái này chắc là mới cập nhật á, kho báu, à, kho báo, kho báo, kho báu, kho báu. Vô. My god. Trời ơi. Lục báo nè, lục luli nè, rồi hạt sắt lấy ra luôn. Chỉ nền sắt, hạt vàng. Men. Còn gì nữa không? Cái rương lấy luôn nè <laughs> Đỡ phải làm Chắc bên đầu bên kia sẽ có ha Không có bên này không ạ à. Không biết còn tầng ở dưới không nữa Ồ oh, cập nhật thêm mấy cái này vô quá Xuống Cửa sập nè Đây uh, Cái cửa vô rồi Ủa? Cái thuyền này nó, nó spawn kiểu gì là lạ là sao <laughs> Kho báo kho báo Lúa mì Cà rốt Có cà rốt ăn là khỏe rồi Bí ngô Với mấy tờ giấy gợi lên có bên này nè có cái cửa luôn á ở chỗ này sao không đi được cái cửa ở đây sao đập đây cái này hơi khó rồi nha hơi căng á xong chỗ này không có gì hết bên này không có gì hết chỉ có một cái rương ở đó thôi giờ cái thuyền tâm cộng có hai cái rương như đó thôi kệ đi nhớ cũng được rồi lấy được cái đóng đồ luôn có vàng sắt này nó luôn rồi đã quá nhưng mà chưa phải là điểm dừng của mình mình phải kiếm được một chỗ để mình sống luôn và cho đó phải là đất liền đây có phải đất liền không đương nhiên đây không phải đất liền ở đây là cái đảo chà bá đảo bự hơn đảo thường xíu mấy con cá heo mới nhảy lên <laughs> không biết nó nhảy được nữa không trong này mà có bắt mấy con rùa cá heo mình thú nuôi được là quá trời đã luôn á là một cái uh, sân sao á rồi để mấy con nó vô làm cái hồ bơi cho nó ồ phải đây không làm ơn là nó đi cái chỗ này ở gần trên mặt của trời luôn á ồ oh, nhìn sặc sỡ quá trời kìa cập nhật quá tuyệt vời tiếc ca là không có mod ồ oh. <laughs> trời có <quá> cả <laughs> quá đã ồ oh, nước bên này giống như màu tím vậy rồi để mình kiểm tra coi đây có phải là cái chỗ bự không nguyên cái đảo bự cho bá luôn hay là tất liền á mình thấy giống như cái đảo nhỏ quá vậy đi vòng qua bên kia đi vòng qua bên kia hướng này đi ha có mé lụm luôn nha mình nhớ là lần trước là kiếm mé vậy lắm luôn đi kiếm muốn lòi luôn lòi họng lòi ruột lòi con mắt đây là cái đảo bự hả? mình sẽ biết khi mà mình đi thẳng tới nữa thôi qua khúc này mình sẽ biết được nó sẽ là cái đảo hay là một cái chỗ bự và nó là cái đảo men căng quá gì chỉ là một cái đảo nhỏ thôi chán quá mía nè lấm Ồ, hơi giật ha lấm chưa lấm chưa rồi ok đi Ờ, vào đây. Và như mình nói là mình sẽ không có gấp gáp chơi game này đâu. Khoan, ô, oh, đây là chỗ bự rồi. Ok, được rồi. Chỗ này sống được rồi. Cảm ơn ông trời. Để cho tôi chỗ này. Lên, lấy thiện lên. Vẫn còn hơi có nhiều nhiều mấy cái lõi lạc chặt lạc chặt á. Và đây là Flan biome. Khu vực này thường sẽ có làng. Kiếm được cái làng là quá tốt ăn vô hết thức ăn rồi này chưa cần giết mấy con này chi đâu chỉ là đi kiếm cái lèn thôi không có bên kia là sa mạc phải không cơ hội gặp được cái lèn ở sa mạc rất là cao wow chỗ này được ha mình có cần giết mấy con này không heo Hell nè lô không giết heo giết mấy này thôi giết thêm vài con nữa Mày, mày. À. Ok. Nó nó không lụm lên. À, hết thùng đồ rồi. Dục cái này ra. Không cần, lụm lên. Và như đây thịt bây giờ bảy à? Bảy thịt. Sắp đủ không? Mình nghĩ là cũng đủ sống thôi. Để cái giường xuống ngủ cái đi. Chưa được Ủa khi chạy mưa mình cũng ngủ được nữa kìa Chắc là mới cập nhật vô á Rồi ngủ rồi, bừng quá Giấc ngủ ngon Rồi, sáng rồi, đi tiếp Khi nào mình tự tơ tờ... oh, khoan Yeah Đỡ và đi xuống đó làm cái cổng Để đi xuống địa ngục Đỡ quá Cái chỗ này là được rồi Nhớ tọa độ Không có bản đồ cho nên phải nhớ tọa độ 6 trừ 703 Thôi chụp hình đó đi Rồi xong Ôi, chụp hình lúc nào ta Có nút chụp hình không Không thấy có nút chụp hình Mà mình nó chụp rồi đó thôi Mình ra ngoài mình lưu lại cái Mình vừa ra ngoài và nó vẫn chưa có lưu Men Hơi căng Có cái video của mình thì nó lưu lại rồi Mà kiếm lại chắc cũng hơi, hơi mệt Thôi kệ đi Gán nhớ cũng được không sao trừ bảy trừ trừ bảy trăm trừ chín trăm nhớ gì đó thôi là được rồi rồi có kim tự tháp hay là cái làng gì không oh shit đừng đó đây là cái đảo bự thôi nha à có bên kia nữa <laughs> Đậu quá không thấy có gì đặc biệt ở đây đây chỉ là một cái sa mạc cực kỳ nhỏ thôi Nó mà không có gì đây hết qua đây đi ủa, Phải hướng này ông ta, đúng rồi. Đây con đàn bò nữa nè, tàn sát thêm vài đứa đi. Nó nghe thơ đứng nhìn mình cái mình giết nó, cũng tội nghiệp thiệt. Nhưng mà vì cái ăn phải làm vậy thôi. É, à, không rồi. No ở đây rồi, ok mày mày nữa rồi ok giết hết mình luôn luôn giết hết tất cả mọi con trong đàn <laughs> thì để nó mình nên uh, thấy nó cô đơn lễ loi, để loi tội nghiệp sao Bị nhập rồi giết hết cho đỡ tội nghiệp mình ăn mình được ô hết hồn mình ăn mình còn được hồi này nó lại đó phải không hồi thức ăn nè hồi máu nè đi đó là cái rừng nấm đúng không ô khoan khoan đó là cái cái làng cái làng kế cảm ơn ông trời cho tôi một khởi đầu rất là cực khổ rồi cuối cùng tặng lại những thứ còn tốt hơn vậy nữa quá tốt quá tốt có làng rồi khỏe rồi ở phải xây nhà <laughs> mặc dù sau này cũng xây thôi à, cái làng gì đầu tiên khi vô làng là làm gì Đi kiếm cái chỗ ông thợ rèn. Đây nè. Rồi ông đồ của ông. Vô đây có gì đó ăn cắp cái đó. Có cái quần. Ăn cắp cái quần của ông luôn nè. Để đây đi. À đây. Táo. À đây. À đây. Bánh mì để xuống ăn. Biến gỗ ông cần. Biến gỗ rừng. quách Làm hồi nào vậy? Cái sòi lấy luôn. Cuốc chim sắt. Quá tốt. Để đây, đây là cái gì? Đất sét chưa cần Lấy luôn cái này Rồi. đi Ê Ông quay lại và sẽ ô oh, what the fuck Ai lấy đồ của tao Có mấy quyển sách nữa nè Dục bí ngô để không cần đâu Lấy sách thôi Để Chen này nó nữa thằng này chắc đang thắc mắc là Ủa, thằng này làm gì tự nhiên vô nhà người ta lấy sách ta vậy nhưng thật ra đây chỉ là cái lợi ích chung thôi phải không là lợi ích chung thôi cảm ơn cảm ơn rồi đi sau này mình sẽ tiêu diệt vòng rồi giết zombie gì nọ cho cái làng này mà này cũng đúng thôi này không phải là ăn chậm là đang đi thu gom những thứ cần thiết để mình phát triển về sau à. ờ quên vụ này nữa cái vườn đó chắc là mình phải ở cái làng này một thời gian á chưa ra ngoài đó để cái gì đây sao nằm dưới vậy <laughs> spawn ngộ vậy trong đó có gì không có sách không cho tôi sách đi tôi cần sách tôi muốn học khoảng à, 42 trong đó là có vẻ là không có gì rồi để coi thử mấy con chân làng này có gì để trade với mình không trao đổi không? Nó xoay nghe nó ghê quá Để cái này xuống Vì khó giao tiếp với tụi nó quá Cái nào cũng cần thiết hết Không nào, ở à, này dục được nè nó chuyện cái coi, mua sống nói chuyện được Này thì được, này không được Kỳ vậy Ôi đừng đi lên Rồi Giờ đây qua thử mấy cái chỗ khác coi mấy thằng lên làng này Có cái gì cho mình đâu và mình chưa bao giờ gặp được cái dân làng nào mà nó có cái đồ mà tốt cho mình xây hết quyển sách ta cũng được mà sách uh, Looting, này sách uh, fortune này. mấy cái sách may mắn này nọ để mới chậm sách con này xong cái gì à, chán quá mấy cái này không có gì vui hết cái làng này chỉ là cái gà làng uh, nghèo thôi đúng rồi không có gì vui hết Thôi, vì tập này mình sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.